Rồi ha, chào 500 anh em đã xem clip mình ha. Thì hiện tại thì mình đang mới tống được là 6 vé, thì mình sẵn tiện mình quay cho anh chị xem luôn. Thì 6 vé này là thuộc dòng Ben nha, Ben lâm ngắn. Thì nó có 2 màu là màu tricolor và màu vàng trắng. Thì vé như hiện tại mình đang ôm trong lòng đây là vé màu tricolor đó. Thì vé mấy vé này là đều giới tính đặc hết nha. Đó, thì anh chị nào mà xem clip mà thích bé nào thì liên hệ bên em ha. Đó rồi thì em nói sao qua về dòng này. Thì nếu như mà anh chị nào chưa biết về dòng này thì thứ nhất là dòng này là dòng tên là Corgi, thì là kích cỡ mà khi nó trưởng thành thì đối với bé đực thì anh chị chăm béo chăm tốt thì nó có thể là lên 16 đến 18 hoặc là 20 kg đổ lại. Còn nếu như mà tiêu chuẩn mà anh thấy ok nhất là khoảng tầm 14-15 kg là ok. Thì cái cỡ đó thứ nhất là nó khá là phù hợp, nó chạy nhảy, nó cứng, nó bé quá nhiều khi nó là to quá nó lại không, nó làm ụ nện con chó đi, nó khó, nó mất đi vẻ đẹp đó. Còn cái dòng bem này thì nó có loại là lông ngắn và lông dài. Thì đối với cái dòng em ôm là gọi là lông ngắn, thì cái lông ngắn của nó đó thì nó sẽ là phô trương về cái hình thể này, nó sẽ phô trương về cái dáng đi, phô trương về cơ bắp và phô trương về cái dáng mông. Thì mình nhìn bé chạy thì cái mông lắc qua lắc lại rất đẹp. Còn đối với mà anh chị mà đam mê lông dài gọi là fluffy, thì đối với lông dài nó sẽ phủ toàn bộ, thì mình sẽ không còn nhìn thấy cơ bắp nữa mà nó sẽ đẹp nhờ bộ lông. Còn đối với những dòng lông lông ngắn như thế này thì nó đẹp hay không là chủ yếu là thứ nhất là nhờ form thể đó, dáng đi rất là đẹp. Thì bé này mình đang ôm là bé một tri này ha, em quay cận cảnh cho anh chị xem này, đó mặt này, đó mặt mũi bé này đó. Thì bé này là thuộc là giới tính đực ha, bé này là được hơn 2 tháng rưỡi, thì gần 3 tháng. Thì bé này thì vaccine em đã vào 3 mũi rồi, anh chị đón bé về là nuôi thôi ha. Đó, bé cười rất là tươi luôn ha. Lần này em sẽ quay lần lượt từng bé nha, em sẽ đếm thứ tự từ 1 đến 6, anh chị xem thích bé nào thì cứ liên hệ qua Zalo bên em ha. Đó, bé số 1 là màu tricolor này, đó giới tính đực, gần 3 tháng tuổi, vaccine đầy đủ 3 mũi ha. Và đây tiếp theo là bé số 2. Thì bé số 2 này mới gọi là siêu đẹp ha. Bé này thì hiện tại là được hơn 3 tháng tuổi nha. Thì vaccine bé này thì cũng đã vào đầy đủ 3 mũi rồi, về là nuôi thôi, mình không phải tốn chi phí vaccine nữa. Với lại mà đối với trường hợp mà như những bé chó em đang quay này đó, thì đã vaccine vào 3 mũi rồi, thì mình về mình nuôi là nó sẽ hạn chế đi những cái bệnh tật rất là nhiều luôn. So với những bé mà khoảng tầm là dưới 2 tháng tuổi thì mình làm vaccine 2 mũi thì nó gọi là nó chưa an toàn lắm, nhưng mà khi đã vào vaccine 3 mũi rồi thì đảm bảo mình nuôi rất là khỏe. Như bé này là hơn 3 tháng tuổi này đó, rất là to béo luôn. Bé này được một cái là khăn quàng cổ này, thì khăn quàng cổ bé này full khăn luôn này, full khăn từ trước sau này là khăn full đều màu trắng luôn, không có bị lem. Với lại cả chỉ bé rất là to này ha, cả chỉ bé rất là to đều. Thì anh chị nào lấy bé đây về cha về nuôi rất là đẹp này, đó sau trưởng thành rất là đẹp. Bé này là hơn 3 tháng tuổi nha, hơn 3 tháng tuổi nha. Đó, bánh số 2 này, giới tính đực, màu tricolor, hơn 3 tháng tuổi, gần 3 tháng rưỡi. Có xin là đủ 3 mũi nha, bánh này siêu đẹp luôn. Rồi, thì đến bé tiếp theo ha. Bé tiếp theo thì bé này là thuộc là màu vàng trắng nha. Thì bé này thuộc là lâm mấy bé, lâm bé thì nó có thể gọi thuật ngữ là lâm lỡ đó. Thì cái lông lở là như thế nào? Thì thứ nhất là khi mà phối, ví dụ như con mẹ lông ngắn và con cha lông dài, thì nó sẽ ra những bé gọi là bộ lông của nó là sẽ dài hơn những con lông ngắn bình thường, nhưng nó sẽ là ngắn hơn những con lông dài, thì nó gọi là một bộ lông nó hơi là lở, nó cả 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 xí. Thì bé này là thuộc loại lông ló này, thì nó sẽ không quá dài không quá ngắn đó. Thì bé này màu vàng trắng, bé này hiện tại là được là 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng tuổi rồi ha. Như bé này thì là gần 4 tháng tuổi rồi, vaccine đầy đủ cũng 3 mũi rồi. Với cái cỡ này thì nó đang là phát triển về cái hệ là cơ bắp của nó, thì cái hệ mà tiêu hóa là bụng là nó về mình cho ăn thoải mái ha, sống thịt tươi là cho ăn thoải mái luôn đó, không có lo vấn đề gì nữa. Anh chị nào chưa có kinh nghiệm nuôi thì có thể lựa chọn những bé như thế này là hơn 4 tháng tuổi này, thì mình về mình nuôi nó khỏe hơn, ít phải chăm, ít phải lo bệnh tật nhiều hơn ha. Bé bé số 3 màu vàng trắng hơn 4 tháng tuổi nha. Thank you.
Và tiếp theo là bé thứ tư này ha. Bé thứ tư là cũng giới tính đực và màu vàng trắng luôn. Thì bé này thì có khăn quàng cổ gọi là gần gần full thôi. Đó, cái chỉ rất là to. Thì bé này hiện tại là hơn 4 tháng tuổi nha. Hơn 4 tháng tuổi rồi. Thì vaccine cũng đã vào đầy đủ 3 mũi rồi. Thì cái hệ tiêu hóa của nó phát triển nó ổn định rồi. Nó chỉ phát triển về cơ bắp và hình thể nó thôi. Thì mình chưa có kinh nghiệm nuôi chó, có thể lấy bé này về mình nuôi ha. Không sợ bệnh tật gì nhiều ha. Bé số 4 màu vàng trắng ha, giới tính đực, tiễn to, khen gần full, hơn 4 tháng tuổi, vaccine đầy đủ 3 mũi ha. Tiếp theo là bé số 5 nha. Thì bé số 5 này thì bé này là được cũng được hơn 4 tháng tuổi nha. Thì bé này cũng như bé nã là giới tuổi đến tính tuổi bằng nhau á. Thì bé này có màu vàng trắng luôn. Thì bé này thì anh chị mà cũng như bé kia thôi, thì mua về chăm sóc rất là khỏe luôn. Mắt đẹp, em cũng nói nhiều rồi, bây giờ em quay cẩn thận bé cho chị xem thôi ha. Đây giới tính đực này ha. Đó, bé số 5 màu vàng trắng nha. Thích bé số mấy cứ liên hệ qua Zalo ha, em sẽ điện video call em quay lại anh chị xem ha. Còn một bé cuối cùng nữa. Rồi, bé cuối cùng rất cực kỳ đẹp luôn. Thì bé này là màu tricolor nha. Thì bé này giới tính đực và hiện tại là được hơn 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng nha. Thì bé này cũng đã vào vaccine mũi 3 rồi, về là nuôi thôi. Bé số 6 giới tính đực ha. Bé này khăn tiễn rất là to này, khăn quàng rất là to. Tiễn thì cũng có được một đoạn nhỏ ha. Đó, bé này thì cũng đã vaccine đủ rồi, về là nuôi thôi, không có lo bệnh tật nữa ha. Rồi, em sẽ bỏ vô cho anh chị xem chạy nhảy ha. Đối với dòng corgi con như thế này thì thứ nhất là mình khi mình nuôi thì mình sẽ quan trọng nhất là cái vấn đề về cái hệ thống khung xương tay chân của nó. Thì nếu như mà bé cún con mà nó thứ nhất nó nhỏ, nó khi mà còn nhỏ nó chạy nhảy linh hoạt này, khuôn mặt nó lanh lẹ này, thì thứ nhất mình về mình nuôi mình không có sợ nó bị vấn đề về bòn tọa hay là bị yếu chân. Còn anh chị để ý nè, anh chị cứ xem này đó ha, mấy bé này chạy nhảy rất là linh hoạt luôn đó. Khi mà anh chị mua những bé như thế này, thứ nhất thì nó khi còn nhỏ mà nó cứ đùa giỡn, nó lanh như thế này thì mình về mình thứ nhất mình nuôi rất là dễ, nó ăn rất là khỏe luôn, với lại nó không có bị khi mình chạy nhảy lanh như thế này thì chân cơ bắp nó phát triển, thì mình về mình không có sợ bị vấn đề như yếu bằng tọa hay là bị vấn đề gì liên quan tới chân đó. Thì hiện tại ngoài cái chuyện mà mình bán lẻ từng bé như thế này ra, thì bên mình cũng đang có chính sách là hiện tại là liên kết với dòng corgi. Thì đối với trường hợp mà anh chị nào mà muốn liên kết mà nuôi sinh sản từ bé như thế này thì cứ liên kết với em, ví dụ như là mua 6 bé thì em sẽ làm một cái hợp đồng liên kết với bên mình đó. Thì khi mà mình sẽ bao tiêu cho anh chị ha, ví dụ anh chị mua khoảng như độ tuổi khoảng tầm là từ 3 đến 6 tháng như thế này về, bắt đầu mình nuôi nó đến trưởng thành, thì đối với dòng chó này khoảng tầm là 10 đến 11 tháng thì nó sẽ bắt đầu đến thời kỳ sala đầu tiên. Thì đó, bắt đầu anh chị mua khoảng tầm độ tuổi là từ 3 đến 6 tháng về, mình nuôi đến khoảng tầm 10 tháng. Nó sẽ lơ và anh chị phối với nhau. Anh chị phối con đực và con cái với nhau, bắt đầu khi nó đẻ đàn ra thì em sẽ bao tiêu từ đằng đó ha. Thì cái giá cụ thể bao tiêu từng dòng như thế nào thì cứ liên hệ bên em ha. Thì số điện thoại Zalo em để trên màn hình đó. Còn hoặc là mình cứ kích cái phần mô tả, em sẽ có mọi là thông tin của em luôn, từ Facebook, YouTube, TikTok hay có tất cả mọi thứ. Thì anh chị nào mà cần quan tâm về vấn đề mà vừa có nuôi cảnh chơi, vừa làm liên kết về sinh sản, làm kinh tế thì cứ liên hệ bên em ha. Hiện tại thì đối với liên kết vấn đề mà chó con từ nhỏ như thế này, thì hiện tại em còn mỗi dòng corgi, dòng golden và dòng thêm là có dòng thêm Alaska nữa. Còn đối với dòng Shiba thì hiện tại thì khách liên kết khá là nhiều nên không đủ số lượng cung cấp. Thì hiện tại em còn 3 dòng, anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ bên em ha. Thì một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã xem clip bên em. Chào anh chị, chúc anh chị một ngày vui vẻ.